nhiều khi mình cũng ngồi mải nói chuyện ấy mà nó thay đổi cái tốc độ, nó từ 80 60 nó có cái biển nó chỉ được một đoạn thôi. Đây này, chắc là cái chỗ này. Chắc là nó nói cái đoạn này 60. Đấy. Thì mình đi 59 thôi. Sơn nó dặn chỗ này hay đường dốc ấy. Nên là hay bị quá lên đến 65 kiểu thế. Xuống dốc mà. Mà lại còn đường thoáng này chứ. Đường thoáng này rất dễ. Đường thoáng này rất dễ là phóng lên. Đây này. Cái đoạn này là đoạn gì? Bố cẩn thận bố nhìn này. Bố nhìn này, bố chỉ để 59 thôi. Không để 60. Đây, mấy đồng chí này là... đồng chí này là cứ lao lên quá này này. Đây, mình quá chạy xe của mình. Đây tự nhiên là cho 60 nhỉ? Thật. Chắc nó đi qua sân bay. Chắc sẽ yêu cầu là... đi cần có biển bay. Xe này của mình ấy là nó cảm giác như thế, nhưng chỉ cần bỏ kính xuống phát là cảm giác đi rất nhanh. Đấy. Nó chỉ quá mấy cây thôi. Và 5-7 cây. Thế đi kiểu kia, đấy nó cũng đã đi chậm rồi đấy. Tất cả đều đang dày chừng đấy. Chứ đường này thoáng như thế. Đường này đẹp này là chúng nó đều đi 70 ngay. Và mình đi, nhiều khi mình đi lò dò đúng tốc độ này, nhiều ông lại dở hơi, lại bốc còi, xong rồi đòi lên, vượt. Thế là vượt lên kia gặp đồng chí công an, chào đồng chí công an luôn. Mình đi đúng tốc độ không hiểu. Đây nó đi qua sân bay. Đây nó vẫn để 60 tiếp rồi này. Ở cái chữ xong thì họ ngại hơn. Đây nó vẫn để 60 rất nhiều. Nhưng mà cái biển 60 bên kia lại bị hơi lấp tí. Xe đẹp lắm. Còn lâu rồi. Cháu hay đi xe này. Nó đi từ xuất phát từ ga Hà Nội sao? Em thấy nó đậu ở đấy đẹp lắm, cái xe đẹp. Thì có cái xe đó đi qua ngay cái đường dài ấy.
gần trung tâm quá. Xa anh, tốc độ của xe này thì cực kỳ chính xác.